Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Thời sự 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ cập nhật được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Giữa chốn đông người, cô dâu vén váy cưới xông vào đạp chú rể ngã dúi dụi. Chẳng rõ lý do vì sao, cô dâu xinh đẹp lại đồng thủ trong chính ngày vui của mình, lại còn đánh chú rể trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Cách đây ít giờ, cư dân mạng rầm rộ chia sẻ khoảnh khắc cô dâu trẻ vén váy xông lên đạp chú rể dúi dụi. Dù không rõ lý do đồng thủ, nhưng việc làm của cô gái với ông xã trước mặt bao nhiêu người khiến ai nấy vô cùng tò mò. Chứng kiến sự việc phù dâu phù rể đứng cạnh, rất vất vả để ngăn cản hành động của tân nương trẻ. Vậy càng xông vào can ngăn, cô lại càng ra tay mạnh hơn. Về phần chú rể có lẽ vì bị tấn công bất ngờ nên không kịp phản kháng, chỉ biết lùi lại phía sau. Cư dân mạng đã nhanh chóng súng vào bàn tán rôn rã. Hồi chị em vừa ngạc nhiên vừa tò mò nguyên nhân chú rể bị cô dâu đánh ngay sau lễ cưới. Còn các anh em thì lắc đầu bảo nhau đừng có dạy mà để sống vợ, hoặc có lỡ cưới vợ giỏi võ thì nhớ đừng trách tội với chính cung. Một số ý kiến khác thì lại cho rằng hành động đánh chồng giữa đường chẳng có gì là hay ho cả. Các cụ bảo xấu chàng hổ ai chính là để nhắc những trường hợp giống như vậy. Hiện tại khoảnh khắc trên vẫn đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng.